Hello, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm cành cây mít. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ một một vài cái cách để chúng ta cắt cành cây mít cho nó hiệu quả và đồng thời là chúng ta giảm thiểu được những cái rủi ro khi mà mưa bão nó quất cây của chúng ta. Đây là cây mít mít trái dài anh chị này. Mít trái dài Malaysia. Mình sẽ đứng xa xa để cho mọi người cùng thấy tổng quan. Đây. Cây mít này của mình là năm nay là bước sang năm thứ tư. Thì đã cho hai cái vụ quả. Vừa rồi thì mình cũng có review khi mà mình thu. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành chúng ta cắt cành. Đầu tiên, khi chúng ta tiến hành chúng ta cắt bất kể cây gì thì hãy ưu tiên nhìn những cái cành nào mà nó chết trước anh chị nhé. Đây, ví dụ như cây này, thì chúng ta nên tiến hành cưa bỏ đi. Đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ coi cái cành cành cấp. Những cái cành cấp mà chết thì chúng ta tiến hành chúng ta cắt bỏ. Chúng ta tiến hành dọn dẹp như thế này, chúng ta sẽ tạo ra cái độ thông thoáng cho cái cây. Và đồng thời là chúng ta dọn dẹp như thế này là chúng ta vệ sinh cái cây cối cho nó sạch sẽ, giảm thiểu được những cái bệnh tật lặt vặt cho cây. Đấy. Đây, mình đã tỉa xong. Đối với cây mít anh chị này, khi chúng ta tỉa thì chúng ta cố gắng tạo độ thông thoáng cho cái cây. Và khi chúng ta cắt tỉa thì ưu tiên là chúng ta tỉa từ trong ra ngoài trước. Tỉa từ trong ra ngoài xong rồi từ dưới lên. Đó, từ dưới lên và từ trong ra ngoài. Khi mà cái độ cao của cây mít nó đạt tới một cái độ cao nhất định mà chúng ta mong muốn. Nói về cái độ cao này sẽ có anh chị chúng ta sẽ thả cái đọt của cây mít theo một cơ chế tự do, nghĩa là lên bao nhiêu cũng được. Nhưng mà đối với cách làm của mình thì mình sẽ tiến hành mình hãm lại anh chị ạ. Mình hãm lại. Thứ nhất là do cái vườn của mình đây. À, cái chỗ mình trồng thì cái vườn của mình nó có một cái giới hạn nhất định. Cho nên là mình tiến hành mình hãm. Cái thứ hai là trong quá trình chăm sóc, nếu như mà trái mít nó ra nhiều mà chúng ta lại để cái cây nó quá cao thì nó sẽ vướng trở trong công việc mà chúng ta chăm sóc cũng như thu hoạch trái mít. Cho nên là đối với mình thì mình sẽ để chừng khoảng 3,5 m, 4 m thì mình sẽ tiến hành mình cắt. Đây anh chị thấy này. Đó. Ở trên này là cái chằng ba anh chị này. Đây chằng ba này. Đó anh chị thấy không? Mình ở chằng ba này mình đã tiến hành mình cắt cái đây mấy năm rồi, cái đây hơn năm rồi. Và những cái trái mít của mình vừa rồi đợt vừa rồi thu hoạch á thì hầu như là nó ra ở trên chằng ba này anh chị này. Đó. Nó đều ra ở những cái đòn cành đấy hết. Và ở dưới này thì gần như là nó chỉ có một hai trái thôi. Cho nên là mình mới để lại một cái cành đây và một cái cành này. Và đồng thời là mình sẽ để những cái cành ở trên này. Thì với một cái cây mít như này thì mình chỉ cần để nó rơi vào tầm khoảng 3-5 trái thôi là mình đã đủ rồi. Đã đủ so với sức của nó và đã đạt cái mong muốn của mình rồi. Cho nên là mình mới tiến hành là mình sẽ cắt tỉa như thế này. Có thể là anh chị sẽ nói rằng cái việc mình cắt tỉa đây nó hơi quá tay. Đúng, ở một góc độ nào đó thì chúng ta sẽ đúng. Nhưng nếu như chúng ta suy xét cho nó kỹ thì nó không hề quá tay đâu anh chị nhé. À, thời điểm hiện tại là tháng 7 và cái trái mít dài mã lai này á nó phải tháng 9, tầm tháng
giữa tháng 8 là bắt đầu nó sẽ cho ra những cái bông mít, và tháng 9 thì nó sẽ rộ ra những cái bông mít, và thời gian thu hoạch của nó sẽ rơi vào tầm khoảng tháng 3 và tháng 4 thì nó sẽ thu hoạch rộ. Đó. Và cái thời điểm này là mình cắt này là tháng 7 anh chị này. Có nghĩa là mình cắt này sau một tháng thì nó sẽ đủ lực. Có nghĩa là những cái cành mình đang chừa đây này. Đó. Thì nó sẽ ra những cái lọc mới, ra những cái đọt mới, những cái lá mới, thì cái cây này chừng 2 tháng nữa thì nó sẽ đủ lực để nó phát triển tiếp. Anh chị lưu ý khi chúng ta cắt cành mít á, chúng ta sử dụng kéo và cưa, và đồng thời là nên lựa vào cái thời tiết mà nó nắng ráo, không nên cắt vào trời mưa anh chị nhé. Chúng ta mà cắt vào thời điểm trời mưa thì cây mít của chúng ta cái tỷ lệ chết sẽ rất là cao anh chị, rất là nguy hiểm. Đấy, mình vừa mới cắt xong một cây mít dài, trái dài Malaysia. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tiếp tục cắt một cây thứ hai, đó là cây mít Thái siêu sớm, mít Changa anh chị này. Mình đã tiến hành mình hãm ngọn nó 2 lần rồi mà bây giờ nó vẫn lên ngọn tiếp anh chị này. Những cái cây mít này là những cây mít nó cho quả sớm, cho nên là mình thu hoạch sớm. Và mình thu hoạch sớm như vậy xong thì mình cũng sẽ tiến hành mình làm cành cho nó sớm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi cái thứ hai. Đây, anh chị thấy cái dàn cành nó như thế này nhé. Đấy. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi cắt. Ok, bây giờ thì mình đã tiến hành mình cắt xong. Đây. Đồng thời là mình cũng đã tiến hành hãm ngọn đấy chị này. Cái dụ ý của mình khi mình cắt như thế này thì mình sẽ tiến hành mình để khoảng chừng 5 cho tới 7 cành thôi anh chị. Và sau này đối với một cây này thì mình sẽ nuôi chừng khoảng 5 trái mít đủ lại thôi để mình lấy cái chất lượng. Bấy lâu nay thì mình đã thấy cái số lượng của nó rồi, về cái việc sai quả rồi. Còn về sau thì mình sẽ tiến hành một cây như thế này, mình chỉ để khoảng cỡ 5 trái thôi, cho nên là mình mới tiến hành mình để lại khoảng chừng 5 tới 7 cành. Và với cái độ chiều cao khoảng cỡ 4 mét rưỡi như vậy. Đây anh chị, một cành bên kia, hai cành, ba cành, bốn cành, năm cành, sáu cành, bảy cành. Đó. Và bảy cành này sau này thì mình chỉ để chừng khoảng cỡ 5 trái thôi. Đó, là đã đủ rồi. Còn nếu mà trường hợp cây như thế này mà chúng ta để quá nhiều anh chị này, thì cái cây nó nuôi không nổi và nó suy cây. Còn không thì cái trái mít của chúng ta nó sẽ rất là nhỏ. Đây anh chị thấy này, hai trái còn sót lại này. Nó rất là nhỏ, chừng khoảng cỡ 3-4 kg một trái thôi. Và nếu như vậy thì chưa cần nói là thương lái, chúng ta bán cho dân thôi. Cho dân chúng ta để chúng dân ăn thôi. Thì họ cũng rất là chê. Vì cái trái này nó, một là nó bị méo mó này, nó không có vuông vắn. Hai nữa là trái nó nhỏ. Do vậy mà cái cơm mà nó không có đều. Còn nếu như trái cái cây này mà mình chỉ cần để khoảng cỡ 3 tới 5 trái thôi á, thì mình có thể thu được một cái trái đó nó rơi vào tầm khoảng chục ký là chuyện bình thường anh chị nhé. Thì trên đây là những cái chia sẻ về cái cách làm của mình. Và nếu như anh chị cô chú nào chúng ta có những cái cách làm nó hay hơn, xác thực hơn, thì chúng ta hãy chia sẻ cách làm của mình bằng cái cách là chúng ta để lại ở cái phần bình luận dưới bài viết này. Và đồng thời chúng ta cũng có thể gửi email hoặc là gọi điện để trao đổi lẫn nhau. Còn mình thì mình chỉ chia sẻ ở góc độ khía cạnh là cái cách làm của cá nhân mình áp dụng thôi. Cũng có gọi là chắt lọc những cái cách làm của những anh chị và mình chuyển đổi ra những cái cách làm của những cô chú anh chị đấy, chuyển sang cái cách làm phù hợp cho bản thân mình,
cho nên mình áp dụng. Và anh chị để ý này, cái việc chúng ta để cảnh này, chúng ta để sau lai anh chị này, một cảnh bên này anh chị nhé, cảnh bên này và có cái cảnh bên kia đây anh chị thấy này đó, rồi sau tiếp kế tiếp vào cảnh bên này, rồi có cảnh bên kia đấy. Thì sau này nếu mà cái trái mít của chúng ta ra cảnh đây này, nó xóa xuống, rồi trái thứ hai là nó ra cảnh bên này, nó xóa xuống bên này, cành kia trái kia thì nó xóa bên này, rồi cành này thì nó xóa bên này, còn cái cành trên này, cành thứ ba này thì nó xóa bên này bên kia đó, và cành trên này thì nó lại tiếp tục nó xóa bên này, nó xóa xuống bên này, còn cành kia thì nó xóa bên kia. Và như vậy là bảy cành này, và nếu như cả bảy cành mà ra trái đồng loạt thì cả bảy cành nó không có trái nào đụng tới trái nào, do đó là mạ sẽ rất là đẹp à, và cái việc nuôi trái nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, tại vì mỗi cành chỉ nuôi một anh thôi, chứ không phải gồng gánh nhiều anh à, và cái số lượng nuôi như thế thì cây của chúng ta cũng rất là khỏe đấy. Mình xin được nói thêm như thế. Thì trên đây là clip mình chia sẻ về cái cách cắt cành mít của mình, và nếu như anh chị nào chúng ta có những cách làm hay khác thì anh chị vui lòng chia sẻ lại với mình để mình có thể học hỏi và ngày càng hoàn thiện hơn với kinh nghiệm làm nông của mình, để mình có những cái cách chia sẻ tới bà con nó phù hợp nhất và hiệu quả nhất anh chị nhé. Bây giờ thì mình xin phép mình dừng các clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trân trọng cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.